Trước giờ có khá nhiều anh em coi thường cái lượng sát thương đến từ cái con Ruby đúng không anh em? Thế thì để mỡ cho anh em được khai sáng này. Này, 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 ui. Ui, sát thương lỗi vãi anh em ạ. Vâng, xin giới thiệu với anh em, đây là một cái con Ruby sát thủ anh em ạ. Wow, bay màu Melissa luôn, không nói nhiều anh em ơi. Rồi, ở đây, nấp bụi. Bất kỳ mục tiêu nào màu giấy đi ngoan qua mặt mỡ. À là em Melissa, lại em Melissa. Đấy, theo như anh em con Ruby nó có đam hay không hả anh em? The hunt begins. Ayo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Vâng, anh em Mỡ sẽ đặt cho anh em cái câu hỏi như thế này anh em nhá. Anh em đã bao giờ chứng kiến một cái con Ruby lên full dam chưa anh em? Vâng, Mỡ không phải nói cái chuyện này ra để đùa hay là thử nghiệm gì cả anh em ạ. Và Mỡ rất là nghiêm túc, Mỡ không hề da dẻ luôn. Bởi vì Mỡ đã từng đối đầu với một cái con Ruby lên full dam cực kỳ bá đạo vào buổi chiều ngày hôm nay. Và đến thời điểm hiện tại là Mỡ tự nhiên Mỡ nhớ ra và Mỡ mang đến cho anh em một cái trận đấu thực chiến. Bởi vì Mỡ đã đánh cổ điển thử một trận đến từ cái con Ruby này rồi anh em ạ. Và đây sẽ là cái trận đấu chính thức ở trong đấu xếp hạng để mà Mỡ chơi thử nghiệm cho anh em. Đó là cái con Ruby lên full dam cầm bằng ngọc sát thủ, điểm tài năng tách biệt. Và cái bảng ngọc mà Mỡ sẽ chơi và sử dụng cho Ruby ở trong cái trận đấu này, Mỡ sẽ để ở góc dưới bên trái cho anh em xem. Lưu ý rằng đây là một cái bảng ngọc và cái lối chơi thử nghiệm. Nếu như anh em nào mà thấy cái lối chơi này thú vị thì Mỡ khuyên cho anh em nên vào đánh với máy chứ đừng giống như Mỡ. Bởi vì Mỡ nghĩ rằng một mình Mỡ thử nghiệm đến cho anh em như thế này nó đã là đủ rồi anh em nhá. Thế thì tại sao Mỡ lại có một cái idea, Mỡ lại có một cái ý tưởng là mang cái con Ruby lại cầm cho mình lên full dam và kèm theo đó là cầm cái bảng ngọc sát thủ tách biệt là như thế này? Bởi vì chắc có lẽ rằng anh em đã quá là quen thuộc với một cái con Ruby mà lên mắc hút máu xong rồi lên kiểu 3 món đồ công và 2 món đồ thủ đúng không anh em? Để mà có được cho mình đó là cái khả năng gọi là vừa hút máu vừa nhây ở trong giao tranh. Và nếu như mà lên đồ như vậy thì chúng ta đều đồng tình với nhau một cái điểm, cái quan điểm rằng là cái con Ruby này nó quá là ít đam đi. Nó chỉ có khả năng nhây ở trong giao tranh với những cái tình huống liên tục là kích nội tại. Nội tại của con Ruby rất là thú vị nha. Anh em nhảy 3 lần thì mỗi lần nhảy để nó sẽ tạo ra cho anh em một cái lớp giáp. Nó thủ cả vật lý, thủ cả phép luôn. Anh em nhảy 3 lần tích được tối đa 3 lần nhảy thì cái khả năng phòng thủ vật lý của Ruby nó rất là mạnh. Cộng với đó là cái khả năng hút máu đến từ cái nội tại và lên những cái món trang bị giúp hút máu sẽ giúp cho cái con Ruby này anh em có thể nhìn thấy là nó cực kỳ nhây ở trong những cái tình huống gọi là ở giao tranh với bộ kỹ năng rất nhiều hiệu hút máu, đúng không ạ? Đó là cái con Ruby mà chúng ta quen biết. Nhưng cái con Ruby mà Mỡ phải đối đầu vào buổi chiều ngày hôm nay khi mà Mỡ làm video clip cho anh em xem này, nó lạ lắm anh em ạ. Bởi vì nó đã thay đổi hoàn toàn những cái tư tưởng cũng như là những cái suy nghĩ của Mỡ đến từ một cái con Ruby mà Mỡ nghĩ rằng là ôi trời ơi, con Ruby này nó không có đam. Không anh em ạ, nó không có đam bởi vì đơn giản là nó không lên đồ đam thôi anh em ơi. Chứ nếu như mà cái con Ruby này nó lên đồ đam thì câu chuyện nó rất là khác luôn anh em ạ. Và ở trong cái video clip này, Mỡ sẽ mang đến cho anh em, Mỡ sẽ chứng minh cái điều mà Mỡ tưởng nhầm ngày xưa nó là sai lầm của Mỡ anh em ạ. Cái con Ruby nếu như mà anh em lên cái set đồ như này này thì khoảng độ tầm giữa game, khi mà anh em khoảng độ tầm phút thứ 5, phút thứ 6 ấy, khi mà anh em có được tầm 3 món trang bị, cái móng vuốt Haas, cái gươm tất hải và cái lưỡi liềm thợ săn ấy, thì cái sức mạnh và sát thương của con Ruby nó là cực kỳ kinh khủng. Và chưa kể là trong trận đấu này Mỡ còn cầm bảng sát thủ điểm tài năng tách biệt. Dĩ nhiên là Mỡ vẫn có cái khả năng hút máu đến từ cái nội tại, nó không hề yếu đi một tí nào đâu anh em ạ. Đó, chắc chắn Ruby lên đồ theo hướng này là rất mạnh, nhưng mạnh theo nghĩa đen anh em nhá. Còn khả năng phòng thủ và khả năng chống chịu của Ruby là sẽ hoàn toàn là bằng không. Anh em hiểu không ạ? Tức là con Ruby này là Ruby full dam, tức là công cực mạnh, nhưng khả năng phòng thủ là hoàn toàn bằng không. Và đây là có một cái tình huống Mỡ thấy, ô, Mỡ phát hiện ra được, đó chính là cái vị tướng Syvana. Cô ta không về mà cô ta thích nhây với Mỡ. Và đó là một cái tình huống mà Mỡ có được mạng gục đầu tiên của Mỡ trong cái trận đấu này. Và bắt gặp được đó là cái vị tướng Fedrin. Ở đầu trận đấu thì Mỡ không có được mạng gục nào đến từ Fedrin bởi vì đây là một cái con đấu sĩ kiêm đỡ đòn rất cứng.
anh em có thể nhìn thấy đánh nó thì nó cũng hồi máu chẳng khác gì giống như là mỡ cả. Và thậm chí đây là một cái tình huống gọi là 3-1. Tuy nhiên là Pedri đánh tạt quá cứng, Sabada nhảy ra nhưng cô ta đâm liền kích thì bị mỡ làm choáng, và đó là không có được một chút xíu nào nguy hiểm đến từ vị trí của mỡ cả. Mỡ quay ngược trở lại kéo chiều cuối nhưng không trúng vào cái con Melissa kia. Nếu tình huống kéo và trúng Melissa thì có lẽ rằng Rafael đã không phải lên bảng điểm số anh em ạ. Rất đáng tiếc là như vậy. Tuy nhiên team bạn tập trung rất đông các thành viên bên phía của họ lên đường trên, cho nên mỡ cũng không thể làm gì được nhiều. Và thậm chí ở đây là với 4 thành viên họ đang tập trung ra đường giữa, đường trên mỡ bỏ luôn, mỡ rất ham vui, mỡ ra đường giữa để mà giúp cho đó là cái vị tướng bạn mình về. Và thật ra là không cần có sự có mặt của mỡ, bạn mình anh ta vẫn có thể tự động lùi về anh em ạ. Cho nên là một cái tình huống hơi thừa thãi. Tuy nhiên cái anh em kia, mỡ thấy ở đường dưới Fendry đã về lên rồi, nhưng mỡ thấy ở đường giữa là bỏ đường này, cái đợt lính này mỡ sẽ farm này, sau đó mỡ sẽ xuống đường dưới anh em nha. Bởi vì nếu như mà chúng ta đánh nhau thành công ở đường dưới thì đó sẽ là tiện đường công tạ đi cho mình, đó là cái con rùa này cơ, và đó sẽ là những cái lợi thế dành cho team của mỡ anh em ạ. Cho nên là mỡ cũng lò dò xuống đường dưới. Rất xin lỗi anh em bởi vì anh em cũng phải thông cảm, bởi vì mỡ không phải là một cái người chơi ruby quá hay, cho nên là mỡ hay có những cái tình huống kéo nó ối rồi lắm anh em ạ. Ở đây là giao tranh, ôi rồi ôi, ông god ông ném đi theo kiểu tố hài, nhưng chưa có một mạng nào bên phía của team mỡ có được đến từ vị trí của team bạn, mà chỉ có Rafaela đã phải lên bảng điểm số mà thôi. Bạn mình anh ta di chuyển xuống, cái con rùa này đã được ăn rồi, và giao tranh nó cứ gọi là răng co, nó cứ có quay mà không có một cái thành viên nào cả hai team phải lên bảng điểm số cả. Thậm chí là ôi rồi ôi, sai lầm đến từ vị trí của Melissa. Đây chính là một cái tình huống tạo ra bước ngoặt của cái pha giao tranh khi mà Melissa đã phải lên bảng điểm số, bị dính choáng đến từ Ruby. Ruby bị mỡ kéo ra và sát thương sốc bắt đầu là có đến từ cái con Ruby này rồi đấy anh em ạ. Đấy, anh em sẽ thấy là cái con Ruby này nó ở thời điểm hiện tại anh em nghĩ là cái lượng đam là đến từ cái con God hết rồi đúng không? Mỡ đồng tình với quan điểm đấy của anh em. Và anh em phải chờ mỡ thêm một tí nữa, mỡ mới chỉ có được cho mình từ 1 đến 2 món trang bị thôi. Khi mà đủ 3 cái món trang bị kia thì cái sát thương của con Ruby này nó cực kỳ kinh khủng. Ok, quay trở lại đường trên sau một cái chuyến đi du học khá là dài. Và bây giờ thì chúng ta có thể thấy cái trụ đường trên vẫn còn nguyên vẹn. Điều này có nghĩa rằng cái việc mà mỡ đi du học nó đang mang lại đến những cái sự áp lực nhất định đến với vị trí của team bạn. Và ở đây này, mỡ lại tiếp tục kéo về và trêu vào vị trí của Fredrin, anh ta quá cứng. Đấy, tôi dùng skill để cho các ông xem rằng con Fredrin này nó cứng đến như thế nào. Dù sát thương nó nhưng mà nó có bị làm sao đâu, nó chẳng xoay chuyển tí nào cả. Và dĩ nhiên là Fredrin anh ta cũng chẳng có thể làm gì được mỡ cả anh em ạ. Bởi vì anh ta làm mỡ bao nhiêu là mỡ nó hồi lại máu bấy nhiêu, anh em thấy không ạ? Rất khó để mà có thể có được một cái gọi là kết quả trong cái cuộc so tài giữa Ruby đối đầu với cả Fendrin. Thậm chí là mỡ còn dùng cái chiêu cuối kéo anh ta ra cơ, nhưng cái lượng giáp ảo của anh ta đâu đó, cái lượng máu trắng của anh ta mất, và anh ta cứ đánh là cái lượng máu trắng đấy của anh ta lại hồi lại, cho nên là cái việc tấn công Fendrin gần như là vô nghĩa. Và có lẽ rằng cái vị tướng Rafaela bên phía của team mỡ, cô ta cũng đã nhận ra được rằng là thôi, ở đường trên hai con Ruby và Fendrin cũng chẳng giải quyết được gì cả. Nhưng đây sẽ là tình huống tham gia giao tranh. Melissa lên tận đường trên luôn, cái trụ đường dưới đã bị nổ rồi. Và đây là mỡ, một tình huống kéo rất đẹp, khống chế 3 thành viên khiến cho bạn mình có được cái double kill. Giao tranh đang là lợi thế bởi vì mỡ đóng góp rất nhiều cái tầm ảnh hưởng ở trong tình huống đó, và bốn vị bạn đã phải lên bảng điểm số mất rồi. Chỉ còn lại duy nhất đó là cái vị tướng Hurley mà thôi. Một tình huống giao tranh có thể nói là rất tuyệt vời, và anh em có thể thấy được rằng nếu như mỡ đánh cái con Ruby này nó tử tế á, là có khi trận đấu này nó còn gọi là một chiều hơn cơ anh em ạ. Nhưng ở trong trận đấu này là mỡ đánh cái con Ruby theo cái kiểu gọi là test dam anh em hiểu không ạ? Đấy, cho nên anh em có thể nhìn thấy rằng là cái lượng sát thương đến từ vị trí của mỡ đang là rất tuyệt vời luôn anh em ơi. Đó, ở đường giữa mỡ đang thấy có Hurley. Hurley tầm này là một combo của mỡ là Hurley lên bảng đấy, anh em tin không? Để mỡ tìm kèo để mỡ. Ở đây Hurley này, một kéo này, một xoay, một skill. Wow, nói gì đi các ông, thấy đam khỏe không ạ? Bị gấp vào đến từ vị trí của đó là Atlas, nhưng đã có Rafaela giữ chân giúp mỡ, và Atlas sẽ phải lên bàn điểm số trước lượng sát thương đến từ vị trí của God. Giao tranh đang được nổ ra, Savanna hạ cũng đi được, đó là bạn mình, nhưng mỡ vẫn đang lùi được về. Ôi ôi, ông God ông ấy ném cái chiêu một kiểu ba thằng team bạn đứng trụ vào nhau mà thế vẫn ném lệch được anh em ạ. Tuyệt vời, thật là đỉnh cao. Ôi anh em nhìn này, một kéo, một xoay, một skill. Wow anh em ạ, anh em đã bắt đầu thay đổi cái quan điểm đến từ cái lượng sát thương của con Ruby này chưa anh em? Không phải là Ruby không có đam, mà bởi vì chúng ta từ trước đến giờ lên toàn chưa đúng đồ đam cho Ruby, và từ trước đến giờ cái con Ruby này cũng chẳng bao giờ lên đam cả anh em ạ. Cho nên nhiều người đang lầm tưởng cái con Ruby này nó không có đam, thực chất là nó có anh em ạ. Đấy, và đến thời điểm hiện tại mới có thể khẳng định với anh em rằng là cái set đồ này mang đến cái lượng sát thương rất là khủng bố cho Ruby, kể cả đó là cái bảng ngọc nữa anh em ơi. Nhưng có một cái lời khuyên mà mỡ muốn chia sẻ với anh em rằng là cái lối chơi này của Ruby anh em chỉ nên chơi khi mà team của anh em trên trình team bạn. Còn nếu như mà team của anh em ngang trình thì mỡ khuyên rằng anh em không nên chơi. Bởi vì là như vậy team của anh em sẽ mất đi một cái vị tướng chống chịu, và quan trọng nhất là cái lối chơi này của Ruby sẽ rất là khó.
Bởi vì như Mỡ có chia sẻ với anh em, cái con Ruby này nó không có khả năng phòng thủ, nó chỉ có đam mà thôi. Và lúc này chúng ta sẽ phải đi luôn ra đằng sau để dồn sát thương vào những cái mục tiêu của team bạn, là những cái chất tường máu mỏng hơn. Vắt đập chiêu quyền đến từ vị trí của đó là Batman, nhưng không hạ gục đi được Melissa. Giao tranh vẫn đang được nổ ra đây, có Phaedrin, có Atlas và thậm chí là có cả Syvana. Nhưng Mỡ sẽ dồn sát thương vào cả Syvana. Và Harley, Harley bị Mỡ đánh, bị tụt huyết áp luôn anh em ạ, bay màu luôn. Tiếp đến là cái vị tướng Atlas, dòng hiệu đến từ vị trí của Mỡ. Phaedrin đang cố gắng gọi là chống chịu để mà lùi về, tuy nhiên là chỉ còn lại Syvana và Phaedrin mà thôi, đang bị lao lên đến từ vị trí của Mỡ. Và ở đây là đòn hủy diệt nhưng không hạ gục đi được Phaedrin. Mỡ con kéo, ui một kéo kìa, ui một xoay kìa, tiễn Melissa xạ thủ team bạn lên bảng điểm số của Syvana, cũng đắp bộ cuộc tình dòng hiệu được dành cho đó là Hanabi anh em ạ. Wow, cái lượng sát thương này của con Ruby nó làm cho đối phương bị tiền đình anh em ạ. Để cho anh em thấy được rằng là đấy, anh em thấy cái con Ruby này, ngưỡng sức mạnh của nó đang là rất mạnh mẽ nếu như mà anh em cầm đúng đồ và cầm đúng bảng ngọc. Điều này cho chúng ta thấy được rằng hầu như là bất kỳ cái vị tướng nào ngoại trừ Hanabi đều có thể có rất nhiều đam nếu như mà anh em lên đồ chuẩn anh em ạ. Đấy, ở thời điểm hiện tại là Mỡ sẽ lên luôn cho mình đó là cái trang bị súng nổ năng nha, để có được thêm cái khả năng xuyên giáp khi mà chúng ta dồn sát thương lên những cái mục tiêu kiểu như là Phaedrin hay là Alad. Và giao tranh tiếp tục được nổ ra ở trong cái tình huống này. Mỡ lướt lên và để kéo về đó là cái vị tướng Melissa, nhưng kéo không được, tầm kéo hơi ngắn. Nhưng ở đây sát thương của Mỡ đánh vào đó là cái thành viên BT, team bạn là rất cứng. Thật thân thành là danh hiệu của Mỡ đã có được khi mà hạ gục đi được đó là Syvana. Mạng thứ 7 của Mỡ có được ở trong trận đấu này và chưa phải lên bàn điểm số bất kỳ một lần nào cả anh em ạ. Team bạn vẫn còn nguyên vẹn cho mình đó là cả 3 đường. Và team Mỡ có một cái động thái rủ nhau ra đi cho mình đó là cái con lót, để mà có được cho mình một cái sức áp, một cái sức ép lực tiếp tục được đẩy lên trên cao. Anh em nhìn này, bây giờ Mỡ đắp bụi nhá. Tầm này nói thật với anh em máu mỏng là lên bảng. Anh em nhìn combo này, lướt để áp sát này, kéo này, một kéo một xoài. Úi xồi ôi, Melissa ôi là Melissa. Melissa là con mồi béo bở của Mỡ trong cái tình huống này. Tăng hình đến từ vị trí của đó là Atlas, nhưng anh ta không bớ được vào vị trí của Rafaela. Mỡ vẫn đang nhây. Atlas tưởng Mỡ không có đam anh em ạ, nhưng đam của Mỡ là rất nhiều. Mỡ sẽ cố gắng né cái kéo nha, né được và kéo ngược Atlas lại này. Chiến công huyền thoại là dành cho Mỡ. 907 là KDA ở thời điểm hiện tại. Team bạn với 3 thành viên là Phaedrin, kèm theo đó là Savannah và Hurley đang bị Mỡ co quay ở đây. Giao tranh vẫn đang được nổ ra. Mỡ vẫn đang về cơ bản là rất cứng. Cứng ở đây là Mỡ tự động viên bản thân mình thôi, bởi vì Mỡ không có khả năng chống chịu. Tuy nhiên khả năng hồi máu của Mỡ là có. Mỡ sống rất dài, Mỡ rất khỏe trong cái tình huống này. Và 3 thành viên tanker bên phía team bạn lên bảng điểm số. Một tình huống kéo là đẹp đến từ con bài Melissa. Và mạng thứ 10 của Mỡ có được ở trong cái trận đấu này rồi. Wow, đây chính là cái cảm giác anh em ạ. Đây chính là cái cảm giác mà Mỡ nhận được ở trong trận đấu buổi chiều ngày hôm nay. Bởi vì Mỡ đã gặp phải một cái con Ruby y hệt như thế này anh em ạ. Thậm chí người chơi Ruby đấy nó đánh cột ác hơn cả Mỡ cơ. Lên đồ thì yệt, nhưng cái cách chơi và cái lối chơi của nó làm cho Mỡ bị giật mình. Bởi những cái tình huống mà nhiều khi Mỡ kiểu không hiểu đam nó ở đâu ra anh em ạ. Đam cực kỳ kinh khủng. Anh em nhìn này, được con nào cũng thấy một kéo là chết. Ê, nhưng mà hai thằng này là thôi bỏ qua nhá. Hai thằng này khó quá thì bỏ qua. Những cái con như Harley ấy là một kéo là chết. Đây là một cái tình huống giao tranh được nổ ra nhưng Mỡ sẽ nhằm ra tuyến sau anh em nhá. Kéo này, Melissa cũng được, một kéo, một skill xoay, Melissa bay bầu luôn. Wow, quá kinh khủng anh em ạ. Tiếp đến là giao tranh sẽ được nổ ra. Atlas cũng đã phải lấy bảng điểm số rồi. Team bạn chỉ còn Phaedrin, Savannah kèm theo đó là cái vị tướng Harley mà thôi. Rafaela team Mỡ đang chạy lên tuyến trên. Mỡ đánh rất tự tin bởi vì ở thời điểm hiện tại Mỡ đã có được gần đến cái level 15 rồi. Mỡ chỉ chờ cái chiêu cuối của Mỡ hồi là Mỡ kéo một thành viên bên phía của team bạn ra để bất cứ ai đều phải lấy bảng điểm số. Tiếp đến là Savannah bị kéo ra, bị team Mỡ dồn sát thương vào. Cô ta mất đi chúng mình đó là cái khi bất tử. Và tiếp đến là bị làm choáng, bị Mỡ dồn skill lên bảng điểm số đến cái đòn hủy diệt của đó là ban mừng. Và tiếp đến là Phaedrin cũng đã bay máu. Hanabi có được áp đảo đối phương anh em ạ. Và thôi, trận đấu này là cũng đã đến hồi kết luôn. Bởi cái ngưỡng sức mạnh quá kinh khủng đến từ vị trí của Mỡ. Ở đây là Atlas với chúng tôi. Mạng thứ 12 anh em ạ. Chứ phải lên bàn điểm số vào một trận đấu quá là đến từ con Ruby full down anh em ạ. Cho nên toàn bộ video clip mà Mỡ muốn chia sẻ với anh em thấy con Ruby này full down như thế nào ạ? Đừng quên để lại cho Mỡ một like đăng ký kênh anh em nhá. Peace.